Điệp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Trong video clip ngày hôm nay thì Điệp xin tiếp tục gửi đến cô chú và các anh chị các thông tin về di trú nổi bật trong tuần qua liên quan đến lãnh sự quán Mỹ và visa Mỹ, được cập nhật từ ngày thứ 2 là ngày 11 cho tới ngày thứ 6 là ngày 15 tháng 7. Các thông tin sẽ được cập nhật trong video clip này sẽ là: đầu tiên là sự im lặng từ lãnh sự quán Mỹ trong suốt tuần qua liên quan đến thư hẹn phỏng vấn và hệ thống đặt hẹn. Thông tin thứ hai là tiếp tục cập nhật thời gian chờ lịch hẹn phỏng vấn visa không định cư như là visa du lịch, du học và công tác. Chi tiết xin mời cô chú và các anh chị cùng xem trong video clip này. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị. Thông tin đầu tiên mà Điệp muốn cập nhật với cô chú và các anh chị là sự im lặng từ lãnh sự quán trong suốt tuần vừa qua. Đầu tiên là đối với việc phát thư hẹn phỏng vấn. Không giống như vào tháng 6 với tất cả là có 7 đợt phát thư hẹn phỏng vấn, thì trong suốt nửa đầu tháng 7 này, lãnh sự quán Mỹ đã không có đợt phát thư hẹn phỏng vấn nào dành cho tất cả các diện bảo lãnh, từ diện CR, IR và các diện F. Có rất nhiều hồ sơ đang trong thư hẹn phỏng vấn từ lãnh sự quán nhưng đều không có đợt phát nào. Hiện tại thì ngày đặt hẹn chích ngừa định cư đã kín đến hết đầu tháng 8 và vẫn tiếp tục được đặt kín qua từng ngày. Vì vậy, nếu như lãnh sự quán không phát thư hẹn phỏng vấn sớm, thì sẽ khó khăn cho các hồ sơ khi tìm đặt lịch hẹn khám sức khỏe và chích ngừa. Còn đối với hệ thống đặt hẹn với lãnh sự quán trên hệ thống, cũng giống như lịch phát thư hẹn phỏng vấn, suốt nửa đầu tháng 7, lãnh sự quán vẫn chưa mở hệ thống đặt hẹn nào. Và đặc biệt là lịch hẹn đã không mở kể từ suốt hơn một tháng vừa qua. Hiện tại thì có rất nhiều hồ sơ cần tìm đặt hẹn với lãnh sự quán nhưng mà không có lịch. Và việc canh tìm lịch hẹn hiện nay rất là vất vả và mất nhiều thời gian theo dõi, nhưng đều không có lịch hẹn mới. Bởi vì khi mà lãnh sự quán mở hệ thống đặt hẹn thì chúng ta không biết được là mở vào ngày nào hoặc là giờ nào. Vì vậy, nếu như mà chúng ta bỏ lỡ chỉ qua khoảng 5 đến 10 phút là số chỗ đặt hẹn với lãnh sự quán đã kín hết và chúng ta phải chờ qua ngày khác. Với tình hình này thì có rất nhiều hồ sơ dự kiến là phải khám sức khỏe lại vì kết quả khám sức khỏe cũ đã hết hạn. Lần mở hệ thống đặt hẹn chính thức từ lãnh sự quán gần nhất là vào ngày 3 tháng 6 và lịch hẹn kỳ đó là mở dành cho tháng 8. Khi mở lịch hẹn sắp tới thì nếu như cô chú và các anh chị đang cần tìm đặt lịch hẹn thì chúng ta nên lấy ngày hẹn vào tháng 9 hoặc là từ cuối tháng 8 trở đi, bởi vì mới kịp đặt hẹn khám sức khỏe và chích ngừa nếu như hồ sơ cô chú và các anh chị chưa khám sức khỏe hoặc là cần phải khám sức khỏe lại mới. Hiện nay thì vẫn chưa rõ là vào tuần sau lãnh sự quán sẽ phát thư hẹn phỏng vấn hay không, hoặc là vào tháng 7 này sẽ có bao nhiêu đợt phát thư hẹn phỏng vấn từ lãnh sự quán, bởi vì hiện nay đã là giữa tháng 7. Và cũng chưa rõ là lãnh sự quán khi nào sẽ mở hệ thống đặt hẹn phỏng vấn. Tất cả các hồ sơ nào hiện nay xin visa đều phải rất kiên nhẫn và chờ đợi lãnh sự quán. Hiện tại thì Điệp vẫn còn tiếp tục hỗ trợ cô chú và các anh chị đối với các trường hợp cô chú và các anh chị cần đặt lại lịch hẹn phỏng vấn với lãnh sự quán hoặc là tìm lịch hẹn phỏng vấn diện K1 hôn phu hôn thê và các diện tái nhập cảnh dành cho các thường trú nhân diện SB1 hoặc là các trường hợp hồ sơ cần đặt lịch hẹn R2A với lãnh sự quán để bổ sung giấy xanh thì có thể liên hệ với Điệp thông qua email này. Và thông tin về di trú thứ ba thì muốn cập nhật với cô chú và các anh chị là cập nhật thời gian chờ lịch hẹn phỏng vấn visa diện không định cư với đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ. Các loại visa không định cư này không bao gồm diện đính hôn, hôn phu, hôn thê, diện K1. Trung tâm visa NVC đã cập nhật bản thời gian chờ để có quyền hẹn phỏng vấn visa diện không định cư tại các đại sứ quán và lãnh sự quán. Tại Việt Nam, chúng ta sẽ có một đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội và một tổng lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo cập nhật của Trung tâm Visa NVC, tại đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội, thì ở tuần này, lịch cập nhật thời gian chờ hẹn phỏng vấn thì vẫn như tuần vừa rồi.
ở diện B1, B2 du lịch và công tác, thời gian chờ để có buổi hẹn phỏng vấn trống là 68 ngày. Visa du học hoặc là trao đổi sinh viên, thời gian chờ là 19 ngày. Và visa không định cư khác, thời gian chờ là 15 ngày. Còn tại lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh, diện B1, B2 du lịch và công tác, thời gian chờ đã tăng lên là 146 ngày. Visa du học hoặc là trao đổi sinh viên, thời gian chờ là 5 ngày. Và các loại visa không định cư khác, thời gian chờ là 32 ngày. Điệp cảm ơn cô chú và các anh chị đã xem qua video clip này. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích subscribe đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị.